Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Suốt nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Lợi đã phải chiến đấu với căn bệnh viêm dạ dày tá tràng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh này rất khó chữa trị dứt điểm, nên ông Lợi đành chấp nhận sống chung với lũ. Điều này đồng nghĩa, cứ mỗi đợt truyền thuốc tại bệnh viện là một lần áp lực tài chính lại đè nặng lên vai gia đình ông. Nhưng rất may, ông đã tham gia bảo hiểm y tế từ sớm. Lợi ích của cái bảo hiểm y tế là mình sẽ giảm cái chi phí nằm viện rất là nhiều. Lần này là lần thứ hai và đã nằm ở đây, và nếu mà chi trả thì đợt trước khoảng một tuần lễ thì hơn cái khả năng là 10 triệu, và bảo hiểm chi trả ở mức là khoảng được 50%. Lần này nằm thì dự kiến chắc không phải hơn cái số tiền đó nữa, và bảo hiểm chi trả thì tôi nghĩ là khả năng là sẽ hơn nữa, tại vì sử dụng liên tục cái thẻ bảo hiểm đó thì cái tiền chi trả nó sẽ một ngày nó sẽ trả nhiều hơn nữa. Nằm viện điều trị cùng phòng với bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi, dù được chẩn đoán mắc phải nhiều loại bệnh như đau dạ dày, stress hay thiếu kali và canxi, nhưng chị Hoàng Đức Hà Hải Yến, quê Đồng Tháp, lại không cảm thấy quá lo lắng khi nghĩ đến chi phí chữa trị thuốc thang. Vì với chị, sử dụng bảo hiểm y tế giống như có trong tay một tấm thẻ vàng được đảm bảo chăm sóc sức khỏe mỗi khi chẳng may đổ bệnh như lúc này. Lúc mà chuyển viện lên đây thì bản thân tôi là cũng rất là yên tâm, bởi vì cả gia đình của tôi và chính bản thân tôi đều đã có sử dụng bảo hiểm y tế. Cho nên là về cái vấn đề mà chi phí nó cũng được hỗ trợ được cái phần nào rất là nhiều. Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi và Hải Yến là hai trong số rất nhiều những trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, đã vượt qua khó khăn trong bệnh tật và cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính nhờ tấm thẻ bảo hiểm y tế. Thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua cho thấy, nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, chính sách bảo hiểm y tế còn là điểm tựa tinh thần, giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, hòa nhập cuộc sống. Về cái chi phí thì thực sự nếu mà có bảo hiểm y tế thì cái người dân người ta rất là đỡ về cái chuyện chi phí rất là nhiều. Chi phí nào là ở đây được bệnh nhân đi điều trị, đây tất cả những cái chi phí mà thuộc về bảo hiểm y tế, những thuốc men, tất cả công khám, luôn cả những cái chẩn đoán cận lâm sàng đều gần như là được bên bảo hiểm thanh toán hết. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 ước tính đạt 93,22%, cao hơn 0,02% so với năm 2022 và 2% so với năm 2021. Con số tăng trưởng một cách bền vững này không chỉ cho thấy sự tin tưởng của người dân vào tấm thẻ vàng vì sức khỏe, mà còn minh chứng cho cả một quá trình nỗ lực vận động tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận gần hơn với các gói an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội. Kính chào quý vị đang đến với chuyên đề bảo hiểm xã hội, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị, đoạn phim ngắn mở đầu cho chương trình vừa rồi đã khái quát phần nào ý nghĩa quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Để làm tốt hơn nữa mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, năm 2024, chính sách bảo hiểm y tế đã có những điểm mới đáng chú ý, mang lại những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Trong chương trình hôm nay, cùng với các vị khách mời, chúng tôi xin phép được chia sẻ cùng quý vị về những điểm mới nổi bật của chính sách bảo hiểm y tế năm 2024, nhấn mạnh những ảnh hưởng và lợi ích mà người dân có thể chờ đợi từ những thay đổi này, nhìn từ Nghị định 75/2023 trên NDCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018 trên NDCP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, gọi tắt là Nghị định số 75. Cùng trao đổi về nội dung ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thu Hà, trưởng phòng giám định Bảo hiểm y tế 1 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh Thành phố Thủ Đức.
Kính thưa quý vị, nhằm đảm bảo và gia tăng quyền lợi của người tham gia thì luật bảo hiểm y tế và các văn bản dưới luật vẫn tiếp tục có những điều chỉnh. Nói về những chính sách mới thì Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có rất nhiều nội dung mới liên quan đến việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân. Về vấn đề này thì đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đỗ Thu Hà có thể chia sẻ thêm được không ạ? Thì Nghị định 75 có rất là điều điểm mới ảnh hưởng đến cái việc khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế. Là thứ nhất, Nghị định 75 bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng như là người dân ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có 29 xã an toàn khu thuộc các quận là quận 12, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Nhà Bè. Thứ hai là nghị định cũng bổ sung và nâng mức hưởng bảo hiểm y tế cho các một số đối tượng là từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng, nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và một nhóm đối tượng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thứ ba, Nghị định số 75 đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Trên cơ sở dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giao dự toán chi cho các bảo hiểm xã hội tỉnh thành, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thông báo số chi dự kiến cho các cơ sở khám chữa bệnh để các cơ sở khám chữa bệnh có thể chủ động quản lý tốt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Điều thứ tư là bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, phòng chống lạm dụng, lãng phí và trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thứ năm là Nghị định 75 cũng bổ sung quy định về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử cho phép mà người có thể sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân, các ứng dụng VSSID hoặc là VNID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Thu Hà. Dạ thưa bác sĩ Trần Văn Khanh, với những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế như Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới chia sẻ, thì tại bệnh viện Lê Văn Thịnh khi mà người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện, thì họ có cần phải thay đổi hoặc điều chỉnh gì về vấn đề thủ tục hành chính hay không ạ? Nghị định 75 thay thế cho Nghị định 146 một số điều, một số nội dung trong các cái quy định này thì hướng tới là phục vụ cho người dân được dễ dàng, được thuận lợi hơn. Cụ thể là khi người có thẻ bảo hiểm và hiện nay thì các thẻ bảo hiểm này được tích hợp vào cái căn cước công dân. Khi mà đến các cơ sở y tế thì nếu như có căn cước công dân mà tích hợp các cái hình ảnh, các cái dữ liệu đã được định sẵn trong cái thẻ căn cước công dân rồi. Như vậy thì có thể người bệnh không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần có căn cước công dân và được tích hợp. Trong trường hợp mà một số trường hợp mà chưa có được tích hợp, dĩ nhiên là đang ở lộ trình thì chưa tích hợp được vào căn cước công dân thì người bệnh phải mang theo giấy tờ tùy thân có dẫn ảnh. Như vậy thì về mặt nào đó thì cải cách được cái thủ tục hành chính, bớt đi các cái loại giấy tờ không cần thiết. Hiện nay thì đối với các cơ sở y tế thì được trang bị các cái công cụ để có thể tích hợp để đọc được các cái thẻ căn cước công dân mà có tích hợp với bảo hiểm y tế. Như vậy thì về phía cơ sở y tế cũng đã song cùng với bảo hiểm y tế và các cái đơn vị để làm sao có thể phục vụ cho người dân tốt nhất. Song song đó thì đối với các cơ sở y tế hiện nay cũng được đầu tư
phần công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, đáp ứng được cái yêu cầu khám chữa bệnh qua quản lý cũng như quản trị được bệnh viện, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là nâng cao được cái chất lượng khám và điều trị cho người dân để đảm bảo quyền lợi của người dân đến khám bệnh y tế, có thẻ bảo hiểm y tế cũng như là khám bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế. Dạ thưa bà Đỗ Thu Hà, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Bà có thể cho biết là Bảo hiểm xã hội thành phố đã triển khai thực hiện nghị định này như thế nào ạ? Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã chủ động và phối hợp với các sở ban ngành để triển khai và thực hiện cái nghị định 75 của Thủ tướng Chính phủ. Trước hết là Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Sở Y tế để lấy ý kiến các sở ban ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố văn bản chỉ đạo việc thực hiện và hướng dẫn các đơn vị có liên quan để thực hiện Nghị định 75 trên toàn địa bàn thành phố. Và thứ hai là Bảo hiểm xã hội thành phố cũng hướng dẫn các Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các Bảo hiểm xã hội quận huyện về việc phối hợp với các ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các sở lao động thương binh xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng được nâng cao mức hưởng cũng như là được điều chỉnh cái quyền lợi từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ hai nữa là kiểm tra, rà soát và điều chỉnh mức hưởng từ 80% lên 100% cho người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định số 146 năm 2018 NĐ-CP đảm bảo chuyển đổi mức quyền lợi kịp thời. Và tiếp nữa là Bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát tổng hợp những chi phí khám chữa bệnh vượt tổng mức thanh toán từ năm 2019 đến năm 2022 để được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp và bổ sung cái kinh phí vượt tổng mức thanh toán theo quy định của Nghị định 75 để đảm bảo quyền lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh theo đúng tinh thần của Nghị định 75. Dạ thưa bác sĩ Trần Văn Khanh, với những điều tích cực mà Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện, vậy thì để đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, họ đi khám chữa bệnh vào thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 thì tại bệnh viện Lê Văn Thịnh của mình, việc tổ chức thực hiện và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được bệnh viện tiến hành như thế nào ạ? Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 thì việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng năm đều được Bảo hiểm y tế và các cơ sở y tế thực hiện một cách nghiêm túc để nhằm đảm bảo cái quyền lợi của người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó thì đối với các bệnh nhân, người bệnh mà nội trú hay ngoại trú thì được tiếp tục thực hiện đúng theo một cái lộ trình của điều trị để không làm gián đoạn đi các cái việc điều trị cũng như là cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cái thứ hai nữa, một số cơ sở y tế trong đó có Lê Văn Thịnh thì một số người bệnh mà vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế thì được chuyển lên các bệnh viện tuyến cao hơn và thời gian chuyển có thể là một năm kéo dài 12 tháng. Do đó nhằm giúp cho cái người bệnh không phải di chuyển tới lui nhiều lần đến cơ sở y tế để chuyển tuyến. Như vậy thì về mặt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đối với cái giai đoạn chuyển tiếp từ năm này qua năm kia thì được Bảo hiểm xã hội y tế và được Sở Y tế quán triệt và chúng tôi các cơ sở y tế thực hiện đúng cái quy định đó nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi tham gia khám chữa bệnh. Dạ vâng, còn một vấn đề nữa mà người dân của chúng ta rất quan tâm đó là quy định về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Về vấn đề này thì bà Đỗ Thu Hà có thể lưu ý thêm một số những vấn đề mà người dân cần phải quan tâm khi họ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chẳng hạn như là cách thức lựa chọn nè, đăng ký và thay đổi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như thế nào ạ? Trước hết chúng ta phải hiểu khám chữa bệnh ban đầu như thế nào. Thì đây là cái quy định là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người có thẻ nhằm mục đích là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh thuận lợi nhất và gần nhất.
Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi cũng thực hiện theo đúng cái quy định, thì người dân có thể lựa chọn các cái cơ sở khám chữa bệnh mà gần với nơi mình sinh sống hoặc làm việc để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được khám chữa bệnh một cách thuận tiện nhất. Thì mỗi đầu quý thì chúng tôi sẽ thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được trên cổng thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố, trên trang Zalo của bảo hiểm xã hội thành phố, và người dân cũng như là các cán bộ công chức chúng ta có thể là tra cứu các lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh trên cái hệ thống đó, và chúng ta lựa chọn những cái danh sách. Thì hiện nay thì chúng tôi có được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến quận huyện, các phòng khám đa khoa, các trạm y tế và một số các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến trung ương cũng được lựa chọn để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho một số đối tượng theo quy định của Bộ Y tế đã ban hành. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta cảm thấy là trong thời gian mà đi chăm sóc sức khỏe ban đầu á, mà chúng ta có thể không có hài lòng, hoặc là chúng ta muốn chuyển đến một cơ sở khám chữa bệnh khác thuận lợi hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh của mỗi người, thì chúng ta có thể chuyển đổi đến một cơ sở khám chữa bệnh khác. Và cái hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ được Bảo hiểm xã hội quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng như là Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận và giải quyết trong tháng đầu tiên của mỗi quý. Và người dân có thể thực hiện cái hồ sơ để cấp lại đổi thẻ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bằng cái mẫu là 612B và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu với tờ khai là TK01 có nội dung điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Ngoài ra thì người dân có thể là sử dụng các chính sách về thông tuyến quận huyện trên địa bàn thành phố. Thì những người mà có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện quận huyện, trung tâm y tế quận huyện hoặc phòng khám đa khoa hoặc là trạm y tế xã thì có thể là đến khám chữa bệnh tại tất cả những cơ sở đó trên địa bàn toàn thành phố. Và những cái bệnh nhân mà từ bệnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc là ở tỉnh khác thì có thể đến thành phố của chúng ta điều trị tại các bệnh viện tuyến quận huyện, bệnh viện tuyến quận huyện thôi ạ, còn không đến được phòng khám và các trạm y tế để khám và điều trị. Thì đấy là những chính sách mà tạo điều kiện thuận lợi cho người có thể được khám chữa bệnh một cách dễ dàng nhất và thuận tiện nhất, đảm bảo quyền lợi cao nhất khi đi khám chữa bệnh. Dạ vâng, vấn đề tiếp theo mà chúng tôi muốn trao đổi đó là việc mà người dân tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Vậy thì vấn đề này cụ thể là như thế nào và quyền lợi của họ khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì ạ? Đây là một cái quyền lợi mà được quy định để đảm bảo cho những người bị bệnh nặng với cái chi phí mà đóng đồng chi trả cao thì họ sẽ được hỗ trợ. Thì theo đó, cái điều kiện được hưởng cái quyền lợi 5 năm liên tục trong thời gian mà người ta tham gia liên tục 5 năm và với cái chi phí khám chữa bệnh phải đóng đồng chi trả trong năm 1 năm dương lịch vượt quá 6 tháng lương cơ sở, hiện nay là 10.800.000, người dân sẽ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được cấp một cái giấy gọi là giấy miễn không cùng chi trả, để sau này từ khi mà được cấp giấy miễn không cùng chi trả thì sẽ được hưởng cái quyền lợi là 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Như vậy thì chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chúng ta có thể hiểu là toàn bộ tiền viện phí hay không? Và có rất nhiều những khán giả đã thắc mắc là tại sao mà tôi thuộc hộ nghèo được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng lần gần đây nhất nằm viện thì tôi vẫn phải trả tiền? Thực ra quy định là được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh thì hiện nay Bộ Y tế là nơi quy định tất cả những cái quyền lợi của bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế. Theo đó thì chúng ta phải đi khám chữa bệnh đúng tuyến và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật trong danh mục kỹ thuật và do Bộ Y tế ban hành, danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế theo đúng cái quy định về điều kiện của Bộ Y tế đã quy định theo các cái văn bản pháp quy. Hiện nay thì đối với việc người bệnh phải đóng thêm chi phí khám chữa bệnh, nó xảy ra ở trong các vấn đề là bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Cụ thể là những trường hợp mà khám chữa bệnh trái tuyến thì đối với các trường hợp mà nội trú ở tuyến trung ương thì chúng ta chỉ được chi trả là 40% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú, còn ngoại trú thì hoàn toàn không được hưởng chi phí khám chữa bệnh.
Còn trường hợp mà đối với điều trị tại các tuyến như là bệnh viện tuyến tỉnh thì người bệnh là được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú, nhưng không được hưởng cái chi phí khám chữa bệnh ngoại trú ở tuyến tỉnh. Thì ở trong đây khi mà người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh thì trong đó nếu sử dụng các dịch vụ mà không nằm trong cái quy định trong phạm vi quyền lợi mà bảo hiểm y tế được phép chi trả thì người bệnh sẽ phải tự đóng cái phần chi phí này. Thì đấy là những cái chi phí mà người bệnh có khả năng phải chi trả. Tương tự cũng sẽ có một số những cái thuốc hoặc là vật tư y tế hoặc là dịch vụ kỹ thuật chỉ được hưởng theo tỷ lệ mà do Bộ Y tế đã ban hành trong các văn bản quy định trong danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật thì người bệnh cũng sẽ phải đóng cái chi phí còn lại. Dạ vâng, có ý kiến cho rằng là tôi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện, tuy nhiên khi mua thuốc thì bệnh viện lại hết thuốc, có nghĩa là không có thuốc bảo hiểm y tế và tôi phải ra bệnh viện bên ngoài để mua, vậy thì tôi có được bảo hiểm y tế thanh toán lại số tiền này hay không ạ? Hiện nay quy định của nhà nước, của Bộ Y tế và bản thân cơ sở y tế thì cũng phải nâng cao được cái chất lượng điều trị, mà muốn nâng cao được chất lượng điều trị thì phải có thầy thuốc tốt, thầy thuốc giỏi, có đầy đủ trang thiết bị và dĩ nhiên là phải có thuốc. Thì điều này được quy định bởi Bộ Y tế và tất cả các cơ sở y tế chuyển khai xuống các sở y tế, rồi các cơ sở y tế cũng phải thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Tuy nhiên thì cũng ở đâu đó cũng còn một số thuốc mà trong một cái điều kiện có thể là hết số lượng hoặc là cái biệt dược gấp nó không còn, mà do cái số lượng bệnh có thể nó tăng đột biến. Như vậy thì các cơ sở y tế phải chủ động trong vấn đề mua sắm, dự trù và có thể dự báo trước cái tình hình trong năm hay là trong hàng quý để có thể đáp ứng được kịp thời vấn đề thuốc thang cho người bệnh. Trong trường hợp mà hết thuốc mà cái nhu cầu của người dân có thì các cái thuốc tương đương sinh học, các cái thuốc điều trị về chất lượng vẫn đảm bảo thì có thể thay thế thuốc đó để phục vụ cho người bệnh. Trong trường hợp không còn nữa đó thì cơ sở y tế phải phối hợp với các cơ sở y tế khác để chuyển người bệnh đến các cơ sở y tế còn thuốc, còn vật tư, còn các cái điều kiện để chăm sóc cho người bệnh nhanh chóng kịp thời, đảm bảo cái chất lượng điều trị cho người bệnh. Thì đây là cái được quy định bởi Bộ Y tế rồi. Dạ vâng, Hồng Phượng cũng được biết là chúng ta có thể tới các cơ quan bảo hiểm xã hội để được thanh toán tiền bảo hiểm y tế. Vậy trong những trường hợp nào người dân có thể được thanh toán tiền bảo hiểm y tế tại các cơ quan bảo hiểm xã hội ạ? Ngoài cái việc là người có thẻ đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh và được hưởng cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh mà không phải đóng tiền hoặc là chỉ đóng những cái khoản theo quy định, thì người có thẻ bảo hiểm y tế có thể là mang chứng từ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để được thanh toán trực tiếp trong các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là trường hợp bệnh nhân cấp cứu không kịp trình thẻ tại các cơ sở khám chữa bệnh mà không ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp thứ hai là người bệnh có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tuy nhiên không xuất trình thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vì một cái lý do khách quan nào đó, thì chúng tôi cũng sẽ thanh toán lại. Tuy nhiên sẽ không thanh toán lại với cái mức hưởng tối đa như là chúng ta xuất trình cái thủ tục bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh được. Trường hợp thứ ba là những trường hợp mà chúng ta đã trao đổi trước, là trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tham gia 5 năm liên tục và có cái mức đóng đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở thì cũng đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được thanh toán lại cái chi phí mà đã đóng vượt quá 6 tháng lương. Trường hợp cuối cùng nữa là trường hợp mà người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh mà có một cái trục trặc gì đó về thẻ và do những yếu tố khách quan, do kỹ thuật mà người ta chưa được hưởng cái chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh mà có được những cái chứng từ để chứng minh được những cái vấn đề đó thì cũng sẽ đem tới cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội thành phố hoặc là bảo hiểm xã hội các quận huyện
để được hướng dẫn làm thủ tục thanh toán lại cái chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Thu Hà. Kính thưa quý vị, những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Song, từ thực tiễn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, khi tiếp xúc với người dân cho thấy, các chủ thể chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chưa có thẻ bảo hiểm y tế, hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên chưa thể tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vì vậy, chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội để những người có hoàn cảnh khó khăn này được tiếp cận và thụ hưởng những giá trị nhân văn của chính sách. Từ đó, tạo nếp quen để người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phòng ngừa rủi ro về sức khỏe khi hết tuổi lao động cho bản thân. Câu chuyện sau đây chúng tôi ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong căn nhà nhỏ 20m2 này là thế giới của gia đình anh Trần Hoàng Tùng giữa trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, sầm uất. Suốt nhiều năm nay, anh Tùng làm công việc thợ sơn nước, trong khi vợ anh là lao công tại một trường học cấp 2. Thu nhập của vợ chồng anh Tùng hiện chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày lẫn các khoản học phí cho hai con nhỏ. Do đó, với người đàn ông 40 tuổi này, nỗi lo lớn nhất vẫn là gánh nặng về tài chính khi chẳng may ai đó trong nhà ốm đau, bệnh tật. Nhưng bây giờ, những nỗi lo ấy đã phần nào được san sẻ khi con trai anh Tùng được chính quyền thành phố trao tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Chỉ một tấm thẻ nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui lớn cho cả gia đình. Với 8 triệu, nói chung là vừa đủ trang trải nhà cửa thôi, chứ không có khả năng kỳ bệnh bảo hiểm đâu. Phải giờ phải nhờ bên bảo hiểm xã hội tài trợ cho giấy bảo hiểm. Được bảo hiểm y tế thì cũng rất là vui mừng và cũng cảm ơn bên hội bảo hiểm. Điều đáng nói, con trai anh Tùng không phải là trường hợp duy nhất nhận được sự hỗ trợ đầy tính nhân văn này. Theo đó, 5.694 là số thẻ bảo hiểm y tế mà ngành bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, với tổng số tiền trao tặng lên tới hơn 2,8 tỷ đồng. Những tấm thẻ cứ thế được trao tay, những cơ hội được chăm sóc sức khỏe cũng nhờ vậy mà được nhân rộng đến những người chưa có điều kiện. Đâu có biết được cái rủi ro tai nạn. Thứ nhất, thứ hai nữa, khi mà bệnh hoạn bất chợt, những đột quỵ hay hoặc là những cái chuyện mà không muốn xảy ra, bây giờ mình có bảo hiểm mà mình cũng an tâm hết. Một năm á là cái chi phí tôi điều trị rất là tốn tiền, nhờ bảo hiểm thành ra tôi không có tốn một đồng nào hết. Qua cái chương trình này chúng tôi cũng muốn lan tỏa tuyên truyền sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời cũng muốn lan tỏa cái tinh thần là người lao động cũng ý thức được cái việc này, để chúng ta thực sự để mình thực sự là thoát nghèo, nhưng mà một cách nó bền vững, và muốn bền vững như thế thì trong nội tại trước mắt tôi cho rằng là hai chính sách rất là quan trọng, đó là thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội. Những năm qua, việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội thường niên của thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, toàn thành phố đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho gần 122.000 người, tương ứng số tiền 93,69 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 năm 2023, thành phố đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho gần 120.000 người, tương ứng số tiền là 76,3 tỷ đồng. Với những điều mà hai vị khách mời vừa mới chia sẻ ngày hôm nay thì không thể phủ nhận bảo hiểm y tế đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nhất là giảm khó khăn cho các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm tai nạn. Hơn thế, hiện nay, nguy cơ bệnh tật ngày càng có chiều hướng gia tăng, giá của các dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng lên thì tham gia bảo hiểm y tế là một trong những việc cần làm ngay của mỗi người, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn chia sẻ gánh nặng tài chính, chi phí khám chữa bệnh đối với bản thân, gia đình và vì an sinh xã hội. Chính vì vậy, việc điều chỉnh những quy định bảo hiểm y tế như Nghị định 75/2023 là điều dễ hiểu, phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng
của chuyên đề bảo hiểm xã hội kỳ này cũng đã hết. Xin cảm ơn hai vị khách mời, cảm ơn bác sĩ Đỗ Thu Hà và bác sĩ Trần Văn Khanh đã dành thời gian đến tham dự chương trình của chúng tôi và đã có những chia sẻ hết sức cụ thể và thiết thực. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau.